Xin chào anh em mình với kênh Trái Phố Núi. Kênh Trái Phố Núi chia sẻ về cuộc sống ở nông thôn. Trong video ngày hôm nay thì Trái Phố Núi đi phát cỏ vườn mận này anh em. Đằng sau này, mới trải qua vài trận mưa thôi mà mận cơm chưa hết phát triển gì mà cỏ đã mọc um tùm rồi anh em. À, chúng ta cùng bắt đầu nhá. Anh em đã thấy gì chưa? Còn mọc um tùm nhá. Cái mận cơm mình nghĩ chổi cái lộc của nó mình nhú có một chút thôi anh em. Đây này. Này, chổi nó có mọc một chút thôi. Trong khi những cỏ dại này này mọc rất nhiều. Đặc biệt cái cây hạt muồng này. Hạt muồng trước thì mình có phun trừ cỏ nhưng nó không chết đâu. Một số quả dại nó chết gần hết. Giờ cái hạt muồng nó phát triển rất mạnh luôn. Ok, mời anh em nào. Ăn thì là mình ngon đấy. Hôm trời bắt đầu nắng mạnh như mọi hôm mà. Như video hôm qua chia sẻ cho anh em là mây nó kéo trở ra là trời nắng ấy. Thank you.
Ui, vừa làm mệt này. Làm quả thanh long ăn này mới đã này. Cho anh em dạo vườn một chút nhờ. Những cây này trồng hơn một năm. Chính xác là một năm 6 tháng. Giờ tháng 6. Đâu? Tháng 6 âm lịch cho là tháng 7 đi. Năm anh nhuận. Cho là tháng 7. Những cái mận này chuẩn bị sát nhau à. Một năm 6 tháng anh em nhé. Cây trước bị chết thì mình trồng dặm lại. Những cây đa số mình trồng này vẫn hơi dày. Hơi dày. Mình nghĩ là trồng 4 mét là ok rồi nhưng mà không phải. Ở đây phát triển quá mạnh. Tuy nhiên năm nay đến Tết này mình cho nó ra lúc đấy ra hoa, mình cho đậu quả. Kiểu gì kiểu nó cũng không phát triển được mạnh như này nữa. Một cây mỗi cảnh nó ra phải khoảng 2 mét này. Cảnh nó ra khoảng 2 mét. Cành này thì 1 mét. Chắc chắn một điều rằng mình cho nó đậu quả thì nó phát triển, tốc độ phát triển cành nó sẽ giảm lại, ngắn lại. Đây, cành này anh em thấy không? Chắc phải hơn 1 mét. Cành hơn 1 mét nhé. Phát triển khủng khiếp cơ mà. Năm nay mình có cho 2 lần phân, đó là 2 lần nữa. Một đợt từ sau Tết để sau Tết bón một lần này. Vừa rồi bón một lần nữa. Hai lần nữa. Vì đấy phát triển mạnh quá. Mình sợ đến những cây này nó sát lại với nhau. Những cành ở giữa thì nó không phát triển được. Thế là hạn chế. Nó chỉ bón hai lần thôi. Sang năm đậu quả mình chỉ bón một lần thôi. À có lẽ là hai lần. Hai lần. Cho quả đợt bón một phát cho lúc đậu quả kia này. Đợt thứ hai thu quả xong. Ok. Hai lần thôi. Như năm nay cây mận mới trồng mình cho 3 lần phân này. 3 lần này thúc nó phát triển, mới trồng này. Thúc nó phát triển mạnh hơn. Dần dần cây phát triển sắp sát nhau rồi, mình sẽ hạn chế phân lại. Nó phát triển từ từ rồi. Thì nó đến lúc bề nó chỉ phát triển già cành rồi, không phát triển chiều dài nữa. Đến lúc thì nó cuối năm này nó sẽ từ lúc rụng lá nó sẽ phân hóa mầm hoa. Để cho ra hoa rồi, cho đậu quả luôn. Đây những cây mới trồng này, năm nay trồng rậm này. Chỗ này năm ngoái trời mưa nhiều quá, chỗ này úng. Bên đây thấp này, góc trong này thấp, tức là úng ở nước đây vài ngày, tức là những cây mận cơm, hai cây mận cơm trong này nó bị chết. Đây này, hai cây mận cơm bị chết. Năm mới trồng rậm này nhá, nó phát triển hơi chậm một chút. So với tốc độ phát triển của năm ngoái thì cây này phát triển hơi chậm. Tuy nhiên những cây này phát triển nên là cũng ok rồi đấy. So với năm nay là những cây này ok. Cây phải cho 3 lần phân để thúc nó phát triển mạnh. Ok. Giờ chuẩn bị lại cho xăng vào bình và chuẩn bị phát cỏ anh em ơi. Phát một bình cũng phải khoảng hơn tiếng một chút. Tuy nhiên cái bình của mình lại bị cái miếng cao su ở chỗ cái vòi lắp xuống bình xăng ấy, cái kia nó bị hở. Là xăng nó còn vẫn rò rỉ ra bên ngoài. Anh em có cách gì khắc phục thì chia sẻ cùng Trại Phụ Núi nha. Mình nghĩ là thay cái miếng cao su kia đi. Cũng phải giao hiệu để mua mới được. Giờ thì mình cho xăng vào cho thấp hơn cái kia, không nghiêng một phát là nó chảy rồi sang ra ngay. Bắt đầu cuộc hành trình rồi anh em. Xong hai bình xăng rồi anh em ơi. Cái bình xăng cuối này phát được rất ít. Phát được một cái độ góc ở trong này này. Với một đoạn của dưới này nữa. Phát rất ít. Lý do tại sao? Đó là cái phát này này. Phát trúng đá nhiều thì cái dao lưỡi nó có bị trúng đá, nó bị cùn lên, nó không sắc rồi. Phát nó rất chậm, cỏ nó cụt rất chậm luôn, tốn rất nhiều xăng. Phát được một đoạn ở trong cái dao này,
chiều nay chắc cái đoạn này thì cái góc nhỏ này thì chắc tốn rồi ít xăng nữa thôi, chắc không đến nửa bình đâu, tốn một chút nữa là xong cái vườn này. Trên kia có một thừa nữa thôi, chiều xong ở đây, à bên trong này nữa, cái vườn này nữa này, chiều xong cái vườn ngoài này nữa, ok đấy. Ngày mai thì chắc là vào trong bên trong lân trong kia. Vườn mận của ông anh họ trong làng này, những cây mận dưới này cũng năm mấy trồng này, phát triển tương đối đấy anh em. Những thửa bên dưới kia càng phát triển mạnh hơn nữa. Thôi sáng nay làm 2 bình xăng thôi, 2 bình xăng nghỉ thôi, về sớm còn mài lại cái dao chút sắc, chỉnh lại cái máy nữa cho nó ngon một chút, phát được nhanh hơn, tiết kiệm xăng một chút nữa. Có lẽ là thay cả cái nút cao su ở cái bình xăng kia để nó hạn chế thất thoát xăng ra ngoài. Vườn mận hơn 1 năm phát triển này được không anh? Không anh em. Cây này với cây ngoài kia phát triển hơi chậm, ngoài kia nữa phát triển hơi chậm nhỉ. Những cái góc bên dưới này này, bên dưới tay này này phát triển tương đối là mạnh đấy. Hai cây sát nhau rồi. Thôi video dừng đây, cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.